Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày 11 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2024. Phiên họp tập trung thảo luận về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 để chuẩn bị trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Thủ tướng lưu ý yêu cầu bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát thực tiễn, công cụ thuế cần bảo vệ sản xuất trong nước, khuyến khích các lĩnh vực ưu tiên nhưng phù hợp, linh hoạt, tính toán hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp, người dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, thất thoát, buôn lậu. Về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023, Thủ tướng lưu ý cần thực hiện đúng luật ngân sách, có thứ tự ưu tiên, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa, hợp lý, cân đối giữa các vùng miền, lĩnh vực nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra, các dự án đã xong thủ tục, các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng chiến lược, giao thông vận tải, trong đó có các dự án cấp bách như một số đoạn cao tốc hiện chỉ có 2 làn xe. Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung nguồn lực, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật theo đúng quy định của luật, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng dự án luật, không để xảy ra tình trạng cài cắm quy định lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Khẩn trương hoàn thiện trình xem xét, ban hành các văn bản quy định chi tiết luật đất đai, luật các tổ chức tín dụng, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản trước ngày 15 tháng 5 năm 2024. Rút ngắn hơn nữa cái quy trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng cái yêu cầu thực tiễn về phòng chống cái lợi ích nhóm tham nhũng chính sách trong quá trình xây dựng cái ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường cái năng lực phản ứng chính sách, kịp thời sửa đổi để tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc bất cập, nhất là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Ngày 13 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát và thăm một số công trình, dự án trọng điểm tại tỉnh Hòa Bình. Theo Thủ tướng, để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, toàn dân cần chung tay có hành động cụ thể để giải quyết dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có khó khăn về nhà ở. Về huy động nguồn lực, Trung ương sẽ dành nguồn vốn ngân sách theo các chương trình, đề án hỗ trợ về nhà ở cho người dân, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các bộ ngành địa phương bố trí, phân bổ đủ vốn cho các chương trình theo kế hoạch đề ra. Cùng với đó, Thủ tướng kêu gọi mọi người dân, doanh nghiệp, ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, tạo phong trào xu thế vì người nghèo, vì phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Trước đó, vào chiều ngày 10 tháng 4 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Vieira đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 4. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ Brazil sớm công nhận quy chế kinh tế của Việt Nam, đồng thời đề nghị phía Brazil tiếp tục phối hợp với các nước thành viên khối thị trường chung Nam Mỹ để sớm thúc đẩy khởi động đàm phán hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và khối này, góp phần tiếp tục nâng cao giá trị trao đổi thương mại song phương giữa hai nước, hướng tới hợp tác lâu dài giữa các doanh nghiệp hai nước và đưa quan hệ Việt Nam-Brazil lên một tầm cao mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam thời gian tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Chủ tịch Đảng Lao động Tổng thống Brazil Lula da Silva, Bộ trưởng Ngoại giao Mario Vieira cũng đã chuyển thư mời của Tổng thống Lula da Silva tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil vào tháng 11 năm nay. Cũng trong chiều ngày 10 tháng 4 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Paul Richard Gallagher nhân chuyến thăm Việt Nam. Bày tỏ vui mừng về quan hệ Việt Nam, Tòa Thánh thời gian qua có nhiều tiến triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hai bên tích cực duy trì trao đổi, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao cũng như kết quả hoạt động của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican. Bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của Việt Nam, tự hào có đóng góp của cộng đồng công giáo Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với Tổng giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Paul Richard Gallagher về việc tiếp tục thúc đẩy các tiếp xúc cấp cao, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Giáo hoàng Francis. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đại diện thường trú là dấu mốc quan trọng và là kết quả của một quá trình trao đổi tích cực trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, đồng thời thể hiện nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tôn giáo, trong đó có Công giáo.
Ngày 9 tháng 4 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel về hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Viettel. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những bước phát triển đột phá của Viettel thời gian qua. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Sau một năm kể từ chuyến thăm và làm việc tại tập đoàn vào năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét tập đoàn Viettel đã có 5 điểm hơn, kinh nghiệm hơn, tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn, sản phẩm sản xuất tốt hơn, chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao tốt hơn. Thời gian tới, Thủ tướng cũng yêu cầu Viettel phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Viettel cần phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn hiệu quả và phong phú hơn. Sáng ngày 8 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc công ty Zarubezhnet của Liên bang Nga, ông Sergei Kuryasov, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định phía Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn dầu khí của Nga, trên cơ sở cùng có lợi, tuân thủ luật pháp Việt Nam và quốc tế. Thủ tướng thống nhất về mặt nguyên tắc, cần tháo gỡ các khó khăn vướng mắc mà phía Zarubezhnet đã nêu và hoan nghênh tập đoàn mở rộng các hợp tác dầu khí, năng lượng với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực điện gió trên cơ sở lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ, tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Ngày 11 tháng 4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia năm 2024 với chủ đề Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm. Theo Phó Thủ tướng, việc phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã, việc liên kết theo chuỗi giá trị là mô hình kinh tế đã được khẳng định mang lại nhiều lợi ích cho các chủ thể tham gia. Để liên kết theo chuỗi giá trị thành công, quan trọng nhất là phải công khai, minh bạch, tự nguyện, thống nhất, giữ uy tín giữa các bên, không giữ được chữ tín thì không thể liên kết thành công. Phát biểu tại lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải ngôi sao hợp tác xã lần thứ nhất năm 2024 diễn ra vào tối ngày 11 tháng 4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu tập trung các nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, ban hành kịp thời đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2023. Phó Thủ tướng nhận định hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo quy định của pháp luật. Số lượng hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động. Chúc mừng những thành tích khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đạt được thời gian qua, Phó Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Liên minh Hợp tác xã tổ chức chuỗi các sự kiện tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024 và lễ tôn vinh các hợp tác xã tiêu biểu. Đồng thời, yêu cầu quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa kinh tế đồng bằng sông Hồng. Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặt ra khi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội vào sáng ngày 9 tháng 4. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng quy hoạch chung thủ đô Hà Nội cần có sự đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, giải quyết tốt mối quan hệ với các quy hoạch chuyên ngành về đất đai, giao thông, cây xanh, nông nghiệp, thủy lợi, văn hóa, giáo dục để thống nhất trong thực hiện, không làm hạn chế tư duy phát triển. Sáng ngày 10 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn điện mặt trời mái nhà trong góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Đây là nhiệm vụ cấp bách, giải pháp quan trọng nhằm huy động các nguồn lực xã hội vào thực hiện quy hoạch điện 8. Vì vậy, cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư điện mặt trời mái nhà là chủ trương nhất quán. Phó Thủ tướng lưu ý tính toán kỹ mô hình phát triển điện mặt trời mái nhà và chính sách khuyến khích hỗ trợ kèm theo trên cơ sở khoa học kỹ thuật, thiết bị công nghệ, lưới truyền tải, hiệu quả kinh tế, bảo vệ lợi ích lâu dài của nhà đầu tư, chú trọng bảo vệ môi trường. Chiều cùng ngày 10 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã dự diễn đàn nhịp cầu phát triển Việt Nam năm 2024 Việt Nam Connect Forum lần thứ 4 và chương trình Golden Dragon Awards lần thứ 23 do Bộ Ngoại giao, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, VN Economy, Việt Nam Economy Times và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức. Theo Phó Thủ tướng, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp là khởi đầu của mục tiêu phát triển bền vững, sử dụng tài nguyên tri thức, tài nguyên con người cùng với phục hồi hệ sinh thái, môi trường tự nhiên. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam lựa chọn kinh tế xanh, bền vững để kiến tạo những thay đổi tiếp theo với sự đồng hành của doanh nghiệp. Chính phủ và các địa phương luôn lắng nghe các doanh nghiệp về chính sách, sự hỗ trợ cần thiết với sự tham gia của các tổ chức quốc tế, định chế tài chính toàn cầu. Sáng ngày 12 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Ban chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh ưu tiên của Ủy ban là chỉ đạo điều phối những vấn đề cơ chế, chính sách pháp luật có tính liên ngành, liên vùng, các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Phó Thủ tướng cho rằng cần có những bộ chỉ số đánh giá thế nào là quốc gia mạnh về biển, bền vững về biển, các ngành kinh tế biển có lợi thế, chuyển biến về nhận thức, chính sách liên quan đầu tư, tài chính, môi trường, huy động nguồn lực tổng hợp, từ đó lượng hóa, đo đếm được kết quả thực hiện những mục tiêu lớn, nhiệm vụ giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế biển. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 8 tháng 4 tại Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc đã hội kiến với đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Phân ban Trung Quốc trong Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc. Trong không khí chân thành hữu nghị, hai bên đã đi sâu trao đổi về tình hình quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, nhất trí thúc đẩy và triển khai hiệu quả tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo những định hướng lớn đã được lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước nhất trí. Chiều ngày 9 tháng 4 tại thủ đô Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã dự và phát biểu khai mạc tọa đàm về cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của các bên liên quan đã phối hợp tổ chức tọa đàm, đồng thời nhấn mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư nói chung và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, trong đó có doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng và đang có nhiều bước tiến tích cực mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho cả hai bên. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, quan điểm phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam có nhiều nét tương đồng với quan điểm phát triển của Trung Quốc, trong đó chú trọng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa giá trị con người. Theo thông báo ngày 11 tháng 4 của Văn phòng Chính phủ về các giải pháp quản lý thị trường vàng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 24 ngày 3 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ. Theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền được giao, với công cụ, điều kiện đã có, chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, công cụ điều hành thị trường vàng theo quy định để can thiệp kịp thời, xử lý ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, đảm bảo kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ, không ảnh hưởng đến tỷ giá, dự trữ ngoại hối nhà nước, cương quyết phải có hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành, xử lý thu hồi ngay giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định 24 phù hợp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách găm hàng đẩy giá, đảm bảo thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 34 ngày 8 tháng 4 năm 2024 về việc tập trung đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo dự báo, từ nay đến giữa tháng 5 năm 2024, tại đồng bằng sông Cửu Long có thể xuất hiện 3 đợt xâm nhập mặn. Nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt của nhân dân có thể tiếp tục xảy ra, nhất là tại các khu dân cư trên các cù lao, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn dự trữ nước ngọt đã suy giảm sau những đợt nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài. Để bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, chủ động ứng phó với các đợt xâm nhập mặn thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các địa phương có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn như các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, không được lơ là chủ quan, tổ chức theo dõi sát tình hình, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp ứng phó với nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 04 ngày 15 tháng 1 năm 2024, số 19 ngày 8 tháng 3 năm 2024 và chỉ thị số 11 ngày 1 tháng 4 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.